Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Anh Thắng rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin ngày hôm nay để cùng cập nhật những tin tức thời sự Hưng Yên trong nước và quốc tế đáng chú ý. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã có buổi làm việc với tập đoàn COT Singapore và công ty cổ phần Hợp Lực tìm hiểu cơ hội và chính sách ưu đãi đầu tư tại tỉnh. Hiện nay, tập đoàn COT đang nghiên cứu mở rộng đầu tư tại Việt Nam, trong đó tỉnh Hưng Yên là điểm đến trong kế hoạch mở rộng đầu tư của tập đoàn trong việc sản xuất linh kiện điện tử. Tập đoàn COT mong muốn tìm hiểu rõ hơn về những chính sách ưu đãi của tỉnh trong việc thu hút đầu tư, giá đất, chất lượng hạ tầng khu công nghiệp, lao động. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội, những thế mạnh của tỉnh trong việc thu hút đầu tư, trong đó tập trung vào các vấn đề về hạ tầng giao thông, lưới điện, các khu công nghiệp của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cho biết hiện nay tỉnh đang chú trọng thu hút các nhà đầu tư công nghệ cao, hiện đại vào địa bàn để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư vào địa bàn. Thời gian qua, tỉnh chú trọng đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đào tạo lao động, phát triển hạ tầng giao thông và lưới điện. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Đến nay, dự án đã hoàn thành công tác lựa chọn các nhà thầu, đã hoàn thành công tác tổng hợp số liệu giải phóng mặt bằng tổng thể từ các địa phương và thỏa thuận thống nhất phương án di chuyển đường dây điện phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Tổng diện tích thu hồi trong phạm vi giải phóng mặt bằng là 263 ha trên 19,3 km. Tổng kinh phí thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án gần 6.000 tỷ đồng, vượt trên 2.200 tỷ đồng so với mức đầu tư được Quốc hội thông qua trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tại hội nghị, các địa phương nơi có dự án đường vành đai 4 đi qua đã tham luận, báo cáo kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, những thuận lợi khó khăn cùng những kiến nghị đề xuất có giải pháp tháo gỡ để đảm bảo kế hoạch được giao. Xã Tân Phúc, huyện Ân Thi là một trong những địa phương cần thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng đường giao thông Tân Phúc - Võng Phan. Hiện nay, song song với công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình nhân dân, xã đã chủ động thực hiện quy hoạch, sớm trình Ủy ban nhân dân huyện bố trí khu vực tái định cư cho các hộ dân. Tại xã Tân Phúc, hầu hết các diện tích thu hồi là đất nông nghiệp của người dân, một phần đất thổ cư của 17 hộ dân thôn Ngọc Nhuế. Hiện nay, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dự án trên hệ thống truyền thanh cơ sở và lồng ghép trong các nội dung hoạt động của địa phương, xã Tân Phúc đã chủ động họp bàn đề xuất và xây dựng tờ trình Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi bố trí khu vực tái định cư cho các hộ dân nằm trong diện phải di chuyển nhà ở tại cánh đồng bói giáp đường DH61. Qua đó, sớm ổn định cuộc sống của người dân khi tiến hành bàn giao mặt bằng triển khai dự án. Sáng nay, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức hội nghị tôn vinh tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu trong phong trào hiến máu năm 2022. Năm 2022, toàn tỉnh đã tổ chức được 46 đợt hiến máu tình nguyện, thu hút hơn 17.000 lượt người đăng ký tham gia hiến máu. Kết quả tiếp nhận gần 16.000 đơn vị máu, đạt trên 155% kế hoạch Trung ương giao và trên 93% kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Một số cá nhân, gia đình, tập thể tiêu biểu như anh Nguyễn Văn Khánh, xã Long Hưng, huyện Văn Giang với 80 lần hiến máu, anh Nguyễn Thế Hoàng, xã Dại Trạch, huyện Quái Châu với 44 lần hiến máu, gia đình ông Lê Trung Truyền ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang với trên 100 lần chia sẻ những giọt máu của mình. Sáng nay tại trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên đã diễn ra lễ khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông tỉnh Hưng Yên năm học 2022-2023. Kỳ thi năm nay, tỉnh Hưng Yên có 72 học sinh dự thi ở 9 môn thi gồm toán học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh và tin học. Tham gia tổ chức kỳ thi có các cán bộ, giáo viên, các tỉnh Lai Châu, Hòa Bình, trường Trung học phổ thông chuyên, Đại học Vinh và Đại học Vinh. Kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 2 năm 2023. Những học sinh có kết quả tốt nhất sẽ được lựa chọn tham gia kỳ thi, chọn thành viên vào các đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic, khu vực và quốc tế năm 2023. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh. Theo các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quyết nghị thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh như An Giang, Bắc Ninh, Bắc Cạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc. Các nghị quyết nêu rõ, Chính phủ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh và các cơ quan tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành các nghị quyết, sắp xếp ổn định bộ máy, các cơ quan tổ chức ở địa phương, ổn định đời sống của nhân dân địa phương, đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các cơ quan tổ chức đơn vị có tên gọi gắn với địa danh các đơn vị hành chính được thành lập mới phải hoàn thành việc đổi tên kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành. Tại xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An có một phiên chợ độc đáo bán những cây lúa non hay còn gọi là cây mạ được người dân tỉa khỏi ruộng, bó thành từng nắm với giá từ 10 đến 20.000 đồng. Điểm đặc biệt, phiên chợ này chỉ họp trong khoảng một tuần đến nửa tháng rồi tự tan. Phiên chợ bán lúa non, cây mạ họp trên con đường đi vào khu vực chợ Cồn gần trung tâm xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Đây được xem là phiên chợ độc nhất tại địa phương khi mặt hàng được bán tại đây là những bó lúa non của người dư bán cho người cần. Do dọc cấy lúa trong ruộng quá dày nên nhiều người phải tỉa bớt nhằm cho cây lúa phát triển tốt, tỉa xong. Tiếc vì công sức bỏ ra, người nông dân lại bó thành từng nắm đi bán cho những hộ gia đình cần. Giá cả tùy thuộc vào giống lúa, từ 10.000 đồng một bó đối với giống lúa thuần, 15.000 đến 20.000 đồng một bó đối với giống lúa lai. Lúa non được bó bằng sợi dơm khô. Ai mua nhiều thì bán nhiều, mua ít thì bán ít, khiến phiên chợ đặc biệt này trở nên tấp nập lạ thường. Bằng đôi tay khéo léo của mình, Nguyễn Viết Công Thành, một bạn trẻ 9X ở vùng cao A Lưới, Thừa Thiên Huế, như thổi hồn vào những viên đá cuội qua từng nét vẽ sống động. Vẽ tranh trên đá cuội vốn không quá xa lạ trong giới hội họa, nhưng không phải ai cũng có thể sống được với nghề và đưa tác phẩm của mình đến với người yêu hội họa khắp muôn phương. Nhưng chàng trai 9X ở phố núi A Lưới ấy lại đang làm được cả hai, vẽ tranh trên đá và sống được với nghề. Tùy độ khó của tranh mà thời gian anh cần có thể hoàn thành cũng khác nhau. Với những bước đơn giản, Công Thành có khi chỉ cần 1 đến 2 tiếng là vẽ xong. Nhưng cũng có nhiều bức với độ khó cao, nhiều chi tiết nên đòi hỏi anh phải mất vài ba giờ hoặc lâu hơn mới có thể hoàn thiện đến khi thực sự ưng ý với tác phẩm của mình. Mỗi bức tranh đá của Thành có giá vài trăm nghìn đồng. Bức nào cầu kỳ, độ khó cao, tốn nhiều công sức hơn thường có giá tiền triệu. Ngày 22 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Thị Ngân để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Như đã đưa tin ngày 16 tháng 2 năm 2023, trong quá trình tổ công tác Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Bá Thước đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại quốc lộ 217, phát hiện Nguyễn Thị Ngọc Lan điều khiển xe máy có hành vi không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe, thông báo lỗi và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định. Quá trình tổ công tác lập biên bản, Nguyễn Thị Ngân là mẹ chồng của Lan đến xin tổ công tác không lập biên bản nhưng không được chấp nhận nên Ngân đã có hành vi giật vò nát biên bản vi phạm hành chính, chửi bới các đồng chí trong tổ công tác. Sau khi bị khống chế, Ngân vẫn tiếp tục có những hành động dung tục, áp sát, lăng mạ, xúc phạm các đồng chí đang làm nhiệm vụ. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bá Thước đã ra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Thị Ngân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chuyển sang tin tức quốc tế. Tại Pháp vừa xảy ra một vụ việc gây chấn động khi một giáo viên đã bị học sinh 16 tuổi đâm tử vong trong lúc đang giảng dạy tại một ngôi trường trung học ở miền nam nước này. Theo giới chức cảnh sát, vụ việc xảy ra tại một trường công giáo gần thành phố Bordeaux. Nạn nhân là nữ giáo viên người Tây Ban Nha 50 tuổi, bị đâm vào ngực khi đang giảng dạy. Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Bà đã ngừng tim và được tuyên bố tử vong vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 22 tháng 2. Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và bắt giữ một học sinh 16 tuổi. Nghi phạm được cho là đã nói với một giáo viên khác rằng mình bị ma ám và đã nghe thấy những giọng nói thúc giục gây án. Truyền thông địa phương cho biết học sinh trong trường đã hoảng loạn sau vụ việc. Ngành đường sắt Tây Ban Nha đang gặp phải rắc rối với một vụ việc hy hữu khi các đoàn tàu đặt mua trị giá 258 triệu đô la Mỹ bị sai kích thước và không thể đi qua các đường hầm tàu hỏa. Vụ việc xảy ra tại công ty đường sắt Renfe. Vào năm 2020, công ty này đã đặt hàng 31 xe lửa để thay thế những đoàn tàu cũ kỹ ở các vùng tự trị phía Bắc. Tuy nhiên, việc cung cấp số liệu không chính xác khiến số xe lửa trên có kích thước quá lớn để có thể di chuyển qua một số đường hầm ở địa phương. Dự kiến số xe lửa này sẽ hoàn tất trong năm 2024, nhưng hiện thời gian đưa vào hoạt động bị đẩy lùi đến ít nhất năm 2026. Tổng thống Tây Ban Nha gọi đây là một sai phạm không thể diễn tả nổi. Nhiều bên sai phạm trong vụ việc đã bị bắt giữ. Seattle vừa trở thành thành phố đầu tiên của Mỹ cấm phân biệt đẳng cấp sau khi Hội đồng thành phố bỏ phiếu bổ sung luật chống phân biệt đối xử. Luật chống phân biệt đẳng cấp được Hội đồng thành phố Chittor thông qua vào ngày 21 tháng 2 vừa qua. Động thái này đã giải quyết một vấn đề quan trọng với cộng đồng người Nam Á, đặc biệt là người Ấn Độ và những tín đồ Hindu giáo ở khu vực thành phố này. Cuộc chiến chống phân biệt đẳng cấp có mối liên hệ sâu sắc với cuộc chiến chống lại mọi hình thức phân biệt đối xử và áp bức. Nguồn gốc của sự phân biệt đẳng cấp ở Ấn Độ xuất phát từ một hệ thống phân cấp xã hội dựa trên nghề nghiệp và nơi sinh có từ 3.000 năm trước. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.